Đó, cả nhà thấy không? Thì bé cũng như là vừa khóc cũng như là quỳ lại những người đi đường để nhờ sự giúp đỡ bán vé số. Tại bây giờ thì cũng rất là chiều rồi, không hiểu sao rất là nguy hiểm. Dạ xin chào quý vị khán giả đang xem kênh Pagina TV. Dạ thì hiện tại thì em đang có mặt tại đường Phạm Văn Đồng gần cầu Bình Lợi cả nhà. Thì trước màn hình của cả nhà thì đó là hình ảnh của một cô gái đang quỳ lại bán vé số cho những người đi chạy xe trên đường cả nhà. Thì qua tìm hiểu thì em có xem được cái thông tin của cô bé này tên Trinh, thì cũng từng được một anh trai cũng như là chia sẻ để giúp đỡ rất là nhiều tiền. Thì hôm nay vô tình em đi ngang cái đoạn đường này thì em gặp bé vẫn tiếp tục quỳ lại cũng như là mời vé số những người đang di chuyển trên đường. Đó, cả nhà thấy không? Thì bé cũng như là vừa khóc cũng như là quỳ lại những người đi đường để nhờ sự giúp đỡ bán vé số. Tại bây giờ thì cũng rất là chiều rồi, không hiểu vì sao thì bé còn rất là nhiều vé số cả nhà. Thì em mới hỏi một cô ở gần đây thì cô chia sẻ là bé này chỉ mới ngày đầu mà qua đây để bán vé số như thế này thôi cả nhà. Thì cái lượng xe thì di chuyển rất là nhiều mà bé lại quỳ mời vé số như vậy thì rất là nguy hiểm. Cũng có rất là nhiều người dừng lại để ủng hộ cho bé cả nhà. Bé thì cứ liên tục quỳ lại cũng như là khóc lóc cũng như là van xin người đi đường dừng lại để mua vé số ủng hộ cho bé cả nhà. Thì qua clip này em nghĩ thì cũng có nhiều vị khán giả thì cũng
xem được hình ảnh của cô bé này đã bán vé số, cũng như đã có nhiều clip đăng tải về cái thông tin của bé này, được rất là nhiều mạnh thường quân giúp đỡ, số tiền cũng lên đến gần 100 triệu đồng cả nhà. Nó thì thêm biết là như vậy. Nó thì hôm nay thì sao mà vô tình em đi ngang thì em lại tiếp tục thấy bé vẫn còn quỳ lại và bán vé số như thế này nữa, nên em muốn chia sẻ cái hình ảnh này đến quý vị khán giả. Thì hiện tại thì trên tuyến đường Phạm Văn Đồng gần cầu Bình Lợi này thì rất là nhiều xe cộ di chuyển rất là nhanh, nên là rất là ồn, nên cũng quý vị khán giả cũng thông cảm cho em nha. Thì hiện giờ thì cũng 3-4 giờ chiều rồi, em thấy thì bé Trinh vẫn còn cầm rất là nhiều vé số đi mời bán. Theo cả nhà nhìn thấy thì cũng rất là nhiều người dân đi làm về, tại vì cũng chiều rồi, thì thấy bé quỳ lại khóc lóc van xin như vậy thì cũng đồng lòng và dừng lại và giúp đỡ mua một ít vé số, cũng như là cho bé nhanh chóng bán hết vé số cả nhà. Thì con đường xe cộ qua lại rất là nguy hiểm cả nhà, nếu mà quỳ như vậy là rất là nguy hiểm. Đây cả nhà, thì đó là trước mặt cả nhà, đó là hình ảnh của một chú bảo vệ dân phố. Khi thấy cái hình ảnh này thì đã đến cũng như là la, không có cho bé buôn bán như vậy cả nhà, rất là nguy hiểm. Thèm nghe thì bé cứ nói liên tục, nói là vé số chưa có sổ, cô chú ơi thì ghé lời ủng hộ cô chú ơi, rất là tội nghiệp, nhìn thì rất là tội nghiệp, nhưng mà trên con đường xe di chuyển rất là nhanh như thế này thì bé quỳ lại như vậy thì nhìn không được hay, cũng như là rất là nguy hiểm cho bé cả nhà. Hình như thì em thấy là chú bảo vệ dân phố này hình như đang gọi điện cho một ai đó như nói về cái tình hình này cả nhà. Người ta thấy thương á, người ta mua hết chứ. Thì em thấy thì chú dân phố cũng chạy theo cũng như là nhắc nhở không có cho bé Trinh buôn bán vé số mà ngoài đường như vậy rất là nguy hiểm. Chú nói mà cứ tiếp tục bán như vậy thì chú sẽ về phường cũng như là sẽ mời về phường để làm việc nó cả nhà. Bé bây giờ đang di chuyển và chạy trên đường nữa cả nhà. Dạ chắc em cũng xin tạm dừng clip này ở đây, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong clip tiếp theo nhé. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.